Và đây là cái tủ lạnh Sanyo, cái con này tầm khoảng chừng là 280 lít nha quý vị. Cái hiện tượng mình đến kiểm tra thì bắt đầu là nó không lạnh rồi, thì theo như chị có nói là cái lạnh ngang đông nhưng mà không lạnh ngang dưới. Thì cái con tủ Sanyo này thì kẹp cái ampere vô, chúng ta thấy được cái chạy cái dòng rất là thấp. Cái căn bệnh này thường thấy cũng ở nhiều của tủ lạnh khác thôi, và đặc biệt sử dụng Sanyo thì nó hơi liên quan tới linh kiện. Và thay các bạn lưu ý là chúng ta kiểm tra cho kỹ và thay những linh kiện nó tốt để cho nó có được cái độ bền cao. Và đây mình đang ở nhà khách đây, cái tủ Sanyo bộ cái bộ bên mặt ngoài của nó nè, con là Sanyo 200 chính xác là 245 lít đó, nó hơi cao xíu mà đồ hôm nay chị đi chuyến trước cũng hơi nhiều, nhưng mà không sao, ráng cố gắng giải quyết thì có thể là trong vòng vài tuần thì có thể xài được rồi. Đây là cái hiện tượng bình thường của nó thôi ha. Đây là cái hiện tượng mà nó bị kém lạnh thì xử lý cái này thì mình cũng tương đối xử lý khá là nhiều cái dòng tủ Sanyo và bị những cái hiện tượng tương tự như thế này. Các bạn chú ý nè, chú sẽ xem cái ampere rồi đúng không, mở ra ngăn đông mình thấy chứ cái lượng đồ mà mình dọn cùng với chị á, dọn ra ngoài nó quá trời quá đất luôn. Đây, nhổ sạch ngăn trên nhưng mà ngăn dưới vẫn còn. Cái ra con là Sanyo, cái đời này nó cũng khá là lâu, cái đời này là ga 134 như quý vị, 134A đó, chứ không phải là cái đời của ga 600. Rồi ga 600 thì cái đời ga, cái đời nó tủ rất là cao, tủ đời mới này, còn cái đời này thì nó là hơi cũ rồi. Xài cũng gần cả 7-8 năm nay rồi. Đó, đây là cái hình ảnh mình quay được lúc mà mình làm ở nhà khách này ở quận 3, cửa sách Đô Thành. Đây, cái ampe mình kẹp lại quý vị coi nè, sau khi mình kiểm tra xong, mình sửa chữa xong rồi bắt đầu mình sẽ test trở lại tầm khoảng chừng 15-20 phút để có độ lạnh nó như thế nào, sau đó mình sẽ bàn giao lại cho khách hàng sử dụng. FMG FIFA Rock King Rugby and the Song TT.